cây nào là cây hàng chợ anh Nam ơi? Thank you.
ba? Thật dơ. Mới nãy mình nó dẫn nhật ngồi mấy chị ba. Ý là ba nó có cà phê có cà phê á. Làm thế đó là làm gì nào? Ở đây có nhiều anh Hải rồi nó làm đó. Cái gì? Anh đã già rồi. Thank you.